Xin chào các bạn, hôm nay bạn người cá Benjamin và bạn người cá Tai sẽ thi thể lực. Không phải là thi đấu ở dưới nước mà là sẽ thi hít đất ở trên cạn. Bạn nào hít đất được 20 cái trước chứng tỏ bạn ấy là người cá mạnh nhất. Ai như vậy hít đất đúng cách tiêu. Chính xác phải đúng cách, sai cách hít đất lại. Hay. Đúng rồi, sai thì hít lại là bị mất. Hít đúng thì thôi, hít sai thì bị tiêu kêu dừng lại để hít lại. Rồi bắt đầu, hai em sẵn sàng chưa? Phần thi đối kháng bắt đầu. Hai bạn chuẩn bị đấu với nhau nha. Lấy hơi. Đúng nha. 1, 2, 3 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi xin chia buồn với hai bạn, cả hai bạn thể lực đều không có, hít đất sai hết. Tion đã hướng dẫn các bạn hít đất đúng của người cá rồi nha. Bạn nào làm được 20 cái trước sẽ là người chiến thắng và được quyền ra điều kiện với tiên cá. Tôi làm trăm lần nữa nha. Quỷ xuống rồi, trường ngược lên, rồi đưa người lại vị trí ban đầu, thở ra bằng mũi. Đúng rồi. Quỷ cái cù chỏ lại. Tập cái kiểu này là dành cho những bạn học lấy bằng người cá quốc tế level 1. Còn mấy em đã lấy bằng rồi mà mấy em còn hít đất sai kỹ thuật nữa là không có được nha. Rồi, chừng nào sẵn sàng rồi thì thi. Bây giờ các bạn ơi, bạn người cá Tai và Benjamin sẽ thi hít đất chuẩn người cá với nhau. Bạn nào hít đất được 20 lần trước tiên sẽ được Tion dạy bơi người cá miễn phí 10 kỹ thuật nâng cao và được Tion dẫn đi bơi vô điều kiện, nghĩa là bạn ấy khi nào yêu cầu là Tion sẽ xuất hiện để dẫn bạn ấy đi bơi. Còn bạn nào không hít đất đủ 20 lần đúng kỹ thuật thì sẽ không được gì cả. Thi hít đúng nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Hít xuống. Trường ngực lên. Làm đúng cái này thì mới lượn dưới nước mới mạnh. Làm đúng, trường ngực lên. Em ịnh nguyên cái bộ phận của em nó chạm đất luôn rồi, sai. Mất cười quá, lỡ được. Thì cái bộ phận cơ quan phần dưới nó chạm đất luôn là sai. Em hả? Tai, Ben. Em làm đúng chưa? Em làm đúng 3 lần em dừng lại là sai. Làm em tay tiêu quên làm em mất cười á. Nhớ nha, bây giờ Tion chỉ cần mấy em làm đúng 10 lần liên tục thôi, giảm giá cho mấy em rồi đó, không được dừng lại. 10 lần liên tục làm đúng. 1 lần, 2 lần. Tai làm sai rồi đó, không có lượng thấy. Ben là quá sai luôn. 3 lần. Lượng lên, sắp lên rồi đó. Rồi nương người lại vị trí ban đầu, thở ra bằng mũi. Tai được 4 lần rồi. Tai mấy lần rồi? 4 lần. Như Ben. Ben 0 lần. Tai vẫn còn ở mức 4 lần. Ben ráng vô đi, Tai vẫn còn đứng lại ở mức 4 rồi. Ben bắt đầu làm lại từ đầu, qua Benjamin lần thứ nhất chưa được luôn. Làm đúng nào. Thấy chưa, người cá là mạnh lắm đấy. Tôi làm 100 lần cũng được nữa đó.
mà mấy em làm có 10 lần không xong. Ủa sao hôm nay mấy lần rồi? Rồi em sao dừng lại? 5 lần rồi. Rồi em dừng lại là làm lại từ đầu á em. Chưa. Em dừng lại nghỉ mệt là làm lại từ đầu. 10 kỹ thuật bơi người cá nâng cao. 6 lần rồi. Em cứ làm đi. Một lần rồi đó Ben. Làm không được là đừng có rủ tôi đi bơi nữa. Lại. Em bơi tốt chưa? Chưa luôn. Mấy lần rồi? Chưa lần nào. Em hả? Coi nữa. Em dừng lại là mất. Nè tôi làm nè, quay tôi đi. Làm 20 lần cho em coi nha. Bởi vậy tôi cần mấy em nhiếp tâm vô được hơi thở của mình. Bạn nào mà bơi người cá không nhiếp tâm vô được hơi thở của mình để mất. Em bắt đầu em đầu 10 cái nha. Ok. Em bắt tự luôn. Em mấy lần rồi? Cho một lần luôn đó. Cho cả hai em một lần luôn đó. Tiếp đi. Rồi cả hai cùng hai lần. Tiếp. Làm sai là làm lại đó nha. Cả hai cùng ba lần luôn đó. Tôi muốn thở. Cho cả hai cùng bốn lần luôn đó. Tập yoga sẽ hỗ trợ cho em bơi người cá tốt hơn là chịu đựng nỗi đau, vượt qua nỗi đau của cơ thể. Vượt qua được cái đó thì mấy em có thể tập cao hơn nữa là tập thiền. Nên bạn nào mà chưa vượt qua nỗi đau của cơ thể, chưa làm chủ được hơi thở mà tập yoga, tập thiền là sẽ bị rất dễ tạo quả nhập ma. Nên mình phải có sức khỏe trước, rồi mình mới có được cái nguồn năng lượng dồi dào, giữ được sự thiền định, giữ được khả năng. Nhưng mà hiện tại cho thấy Ben chưa có sức khỏe để làm được điều đó. Tại sao Ben thiền là không sao? Ở sức của mấy em làm 10 lần là chuyện bình thường, nhưng mà mấy em làm chưa được. Chỉ cần thể hiện qua sức khỏe thôi là có thể biết được các em. Em chỉ làm được 5 lần có ngồi thiền được chưa? Em chỉ làm hiểu được 5 lần à, mấy con nhỏ làm được 5 lần à. Đúng rồi, nên các em cần phải tập luyện nhiều hơn nữa. Em mới làm được có 5 lần, 6 lần. Cố gắng đi mấy em. 7 lần à, em mới làm được có 7 lần à. Lần sau sẽ tập tiếp. Rồi, vậy là mấy em. Kìa bạn. Muốn làm lại nữa đúng không Benjamin? Tiếp đi. Sức khỏe, trí tuệ và sai định. Rồi, sai rồi. Bây giờ nghĩ cho trò khác. Sức khỏe không có sao có trí tuệ, sao có định được. Không có định thì không thể ngồi thiền được. Đúng phương pháp. Rồi bây giờ đi bơi cho tăng sức khỏe đi. Rồi mình sẽ thi lại cái này vào dịp sau ha.